chào quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Bản tin hôm nay có nhiều thông tin vui dành cho nhà vườn trồng trái cây, từ giá trong nước cho đến thị trường xuất khẩu. Trong lúc này thì nông dân tỉnh Lâm Đồng tập trung sản xuất, bảo vệ năng suất cà phê mùa khô và phát triển loại hình du lịch canh nông. Cụ thể là những thông tin nào? Nông dân miền Tây trúng lớn giá sầu riêng, thu tiền tỷ là không khó. Cùng niềm vui, có nông dân Bình Thuận trúng mánh thanh long. Tín hiệu vui và tươi sáng cho con tôm và thị trường Nhật Bản. Nông nghiệp trên đường phát triển, tìm hiểu cách sản xuất của nhà nông Lâm Đồng trồng dâu nuôi tầm khoa học và hiệu quả. Du lịch nhà dâu Ichigo có gì thú vị? Mời bà con đến Đà Lạt mộng mơ để chiêm ngưỡng. Kính thưa bà con và quý khán giả, mấy năm nay nhà vườn miền Tây chuyển đổi sang trồng cây sầu riêng khá là nhiều. Diện tích tăng lên mỗi năm vì bà con thấy được giá trị tiềm năng của loại cây trồng này. Trước giờ nếu như có để ý thì bà con và quý khán giả sẽ thấy dù sầu riêng có dội chợ thì giá cũng không đến nỗi làm cho nhà vườn phải đổ nợ như là những cây ăn trái khác. Bởi vì sầu riêng là sở thích không chỉ của người dân nội địa mà còn có thể xuất khẩu được. Nghe chị Ngọc Như nói như vậy thì tôi cũng đoán được là chị Ngọc Như là một tín đồ của trái sầu riêng rồi. Thưa bà con, nhà vườn ở huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long, một trong những tỉnh trồng nhiều sầu riêng ở miền Tây, đang rất phấn khởi vì nhiều tháng nay giá sầu riêng luôn ở mức cao. Nhưng mà không vì chạy theo giá và số lượng mà các nhà vườn quên đi chất lượng để phục vụ người tiêu dùng. Hai xã Thanh Bình, Quế Thiện, địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn của huyện Vũng Liêm. Hiện nay sầu riêng đầu mùa được thương lái thu mua ở mức khá cao, từ 55 đến 80 ngàn đồng một ký. Sầu riêng cho năng suất từ 15 đến 16 tấn một hecta, cá biệt có vườn đạt 18 tấn một hecta. Với chi phí khoảng 20 đến 25% một hecta, nếu tính mức giá bình quân 70 ngàn đồng một ký, thêm gia vườn có lời vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng một hecta sầu riêng là không khó. Nhờ mang lại hiệu quả kinh tế cao nên hiện nay nhiều hộ nông dân trồng sầu riêng rất chú trọng sản xuất an toàn, sử dụng phân thuốc theo khuyến cáo của ngành chức năng. Sau đó, do sầu riêng là loại cây ăn trái chịu mặn thấp, các địa phương và người dân đã chủ động triển khai áp dụng nhiều biện pháp chống hạn mặn, trữ nước ngọt để đảm bảo tưới tiêu. Hiện nay Trung Quốc đang đàm phán với phía Việt Nam, thời gian tới sẽ mở cửa chính ngạch cho trái sầu riêng. Nhà vườn trồng sầu riêng tiếp tục nâng cao chất lượng để đón đầu thị trường này. Nhân và Mít Thái thì cũng đã làm mưa làm gió mấy tháng nay ở miền Tây. Giá thương lái thu mua là trên 50.000 đồng một ký, có nơi thì 60.000 đồng. Và thời điểm này Mít Thái được thương lái săn lùng tận nhà vườn ở Bình Phước. Tuy thu mua thấp hơn ở miền Tây, chỉ với mức giá 35.000 đến 45.000 đồng một ký, nhưng mà nhà vườn cho biết là đã lời rất là nhiều rồi. Thương lái cho biết giá cao nhưng hiếm hàng vì vào thời điểm cuối vụ phải đi hàng chục km để thu gom nhưng không được nhiều. Hiện nay giá mít Thái tăng so với cùng kỳ năm trước là khoảng 15.000 đồng một ký. Giá mít cao nên nhiều nhà vườn phấn khởi. Với giá bán hiện nay, mỗi cây mít Thái cho thu nhập trung bình 2 triệu đồng một năm. Với 3 hecta mít, nhà vườn bán với giá 25.000 đến 40.000 đồng một ký sẽ thu được 1 tỷ 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mít Thái trồng chỉ mất khoảng 18 tháng là cho thu hoạch nên nhiều nông hộ không chỉ ở Bình Phước mà ở nhiều tỉnh thành miền Tây phá bỏ vườn tạp để trồng loại cây này. Ngành chức năng khuyến cáo do thị trường bấp bênh nên dễ rớt giá, nông dân cẩn trọng khi chuyển đổi sang trồng mít, tránh trồng ồ ạt cùng dừa cầu. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, thanh long ở Bình Thuận vừa trúng mùa vừa trúng giá, nông dân rất phấn khởi vì thu lời cao. Giá mua thanh long tại vườn ở tỉnh Bình Thuận trong vòng nửa tháng qua được giữ ở mức ổn định từ 16.000 đến 18.000 đồng một ký. Hiện nay giá đã nhích lên 19.000 đồng một ký. Riêng hàng đẹp xuất cảng có giá trên 20.000 đồng một ký. Đối với thanh long trong đèn, nếu như được thương lái mua tại vườn với giá từ 15.000 đồng một ký trở lên, nông dân đã bắt đầu có lời. Ở mức giá từ 16.000 đến 20.000 đồng một ký thì mỗi hecta thanh long mang về hàng trăm triệu đồng. Thông tin vui về tín hiệu tươi sáng cho thị trường xuất khẩu trái cây Việt Nam sẽ được chia sẻ đến quý khán giả và bà con. Đó là trái vú sữa của nước ta tiếp tục được đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ, một thị trường khó tính bậc nhất thế giới hiện nay với các chỉ tiêu kiểm dịch rất khắt khe. Năm 2018-2019 là năm thứ hai tỉnh Tiền Giang được Mỹ cấp phép nhập khẩu trái vú sữa tươi. Đến thời điểm này thì các doanh nghiệp đã xuất khẩu được hơn 100 tấn trái vú sữa chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng theo tiêu chuẩn ngành chuyên môn phía đối tác yêu cầu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 3 doanh nghiệp thu mua vú sữa để xuất sang thị trường Mỹ.
Các doanh nghiệp này đang thu mua vú sữa tại vườn với giá từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng một ký, cao hơn giá mua của thị trường từ 7 cho đến 10.000 đồng một ký. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối vụ, ba doanh nghiệp này sẽ thu mua khoảng 300 tấn vú sữa đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, xuất khẩu, cao gấp 3 lần so với năm trước. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 450 hecta vú sữa, nhưng chỉ có 103 hecta ở các xã thuộc huyện Châu Thành, Cai Lậy và Cái Bè được ngành chuyên môn thẩm định và cấp mã code truy nguyên nguồn gốc trong chương trình nông dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất vú sữa xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong quá trình sản xuất, nông dân chấp hành nghiêm ngặt các quy định của cơ quan kiểm dịch động vật Hoa Kỳ nhằm ngăn ngừa triệt để tình trạng trái vú sữa nhiễm côn trùng hoặc nhiễm vi sinh vật có hại. Xin chúc mừng cho bà con nhà vườn trồng vú sữa sản xuất đạt chuẩn, bởi vì thành quả của mình đã được người tiêu dùng quốc tế đón nhận. Thông tin xuất khẩu thủy sản đầu năm thì cũng khá là khả quan. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, giúp cho con tôm Việt Nam có thêm cơ hội xuất khẩu sang nhiều thị trường trong khối CPTPP, trong đó có Nhật Bản. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy năm 2018, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản đạt 639.400.000 đô la Mỹ. Nhật Bản hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường. Việt Nam vẫn là nước cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản. Hiệp định CPTPP có hiệu lực cũng sẽ giúp con tôm Việt Nam gia tăng lợi thế tại thị trường này. Theo VASEP, để đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Nhật Bản, doanh nghiệp nên đổi mới phương thức tiếp cận thị trường cùng với quảng bá mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu cho sản phẩm của mình. Thêm nữa, cần chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dự kiến năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số so với năm 2018. Cùng chung vui với nhà nông của cả nước, nông dân của tỉnh Lâm Đồng cũng rất là chủ động trong khâu sản xuất. Đặc biệt hiện nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam, vì vậy mà việc quản lý đàn, tiêm phòng vaccine là biện pháp rất là cấp bách. Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng, hai đợt tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm được triển khai từ tháng 4 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2019, đợt 1 và từ tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 11 năm 2019, đó là đợt 2. Bên cạnh đó còn triển khai đợt tiêm phòng bổ sung và tiêm phòng khẩn cấp bao dây dùng có ổ dịch vaccine, dùng đệm, dùng uy hiếp, theo xác định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng. Việc tiêm phòng vaccine đều được tiến hành hoàn toàn miễn phí cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhỏ lẻ trên địa bàn. Cụ thể, với các loại vaccine phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm như 161.000 liều lở mồm long móng, tụ huyết trùng cho trâu bò, 700.600 liều dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn cho heo, 77.800 liều dại dành cho chó, 353.000 liều cúm gia cầm động lực cao cho vịt, gan, chân chân. Mục tiêu trong năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 80% gia súc gia cầm được tiêm phòng vaccine định kỳ. Huyện Di Linh và Bảo Lâm là những vùng trọng điểm có diện tích cà phê thuộc diện lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, với hơn 44.000 hecta. Mùa khô đang đến, nhưng mỗi năm, đây là thời điểm các nhà vườn chống hạn tăng cường nguồn nước tưới để đảm bảo cây cà phê phát triển. Theo chỉ đạo, địa phương chủ động nguồn nước để cho người dân chống hạn tưới cho khoảng 80-85% diện tích cà phê. Tuy nhiên thì nếu như tình hình hạn hán tiếp tục kéo dài thì trong vòng một tháng tới, người trồng cà phê sẽ thiếu nguồn nước để mà chống hạn trầm trọng, và địa phương chủ động như thế nào? Trước tình hình nắng nóng đã và đang diễn ra, người dân địa phương đang tập trung chủ động tưới nước chống hạn cho cây trồng. Ngoài nguồn nước từ sông suối và hồ thủy lợi tự nhiên, địa phương còn có gần 5.000 ao hồ nhỏ do người dân tự đào để cung cấp nước tưới. Hiện tại qua kiểm tra thực tế, về cơ bản thì nguồn nước vẫn đáp ứng đầy đủ để người dân chống hạn. Và để đảm bảo nguồn nước tưới lâu dài, địa phương đang tiến hành điều tiết nước và phân phối nguồn nước sông suối, hồ thủy lợi, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nạo vét ao hồ và tưới nước tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn nước. Kính thưa bà con và quý khán giả, khi một loại nông sản nào đó thị trường đang cần thì sự nhạy bén của nông dân là phải biết nắm bắt cơ hội. Trồng dâu nuôi tầm là một nghề đang được khôi phục tại tỉnh Lâm Đồng sau nhiều năm thăng trầm, nông dân bỏ nghề. Chân, bỏ nghề là vì một câu dí dòn, nuôi heo ăn cơm nằm, còn nuôi tầm thì ăn cơm đứng. Nói đến cái khó khăn của nghề này, nhưng nghề này đã thực sự khiến cho người dân lao đao vì thời giá. Hiện nay do giá cán tầm luôn ổn định ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây đã tác động lớn đến lĩnh vực trồng dâu nuôi tầm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, diện tích dâu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 6.800 hecta, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng lá dâu đạt 124.600 tấn một năm, năng suất bình quân 20 tấn một hecta.
Hiện tại, Lâm Hà, Đam Rông và ba huyện phía Nam gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên là những địa phương phát triển mạnh nghề trồng dâu kết hợp nuôi tầm. Tại những địa phương nói trên, bà con nông dân đã chuyển đổi từ một số cây kém hiệu quả sang trồng dâu. Để nghề trồng dâu nuôi tầm phát triển ngày một hiệu quả, bên cạnh việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tiếp tục khuyến khích hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, hình thành các hợp tác xã nhằm giúp cho nhà nông trồng dâu kết hợp với nuôi tầm ngày càng hiệu quả và khoa học hơn. Chị Ngọc Như cảm nhận như thế nào về con người cũng như là vùng đất Đà Lạt Lâm Đồng, hay là chị có ấn tượng đặc biệt gì về vùng đất này? Nhân khi anh Minh Thiện nói như vậy thì ai cũng đến Lâm Đồng thì có cảm nhận là cái không khí ở đây rất là mát mẻ và con người thì thân thiện. Và khách du lịch đến với Đà Lạt thì không những không khí trong lành để cảm nhận như vậy mà còn là cái nơi hoa lá, cây cỏ sinh sôi rất là tốt. Điều mà tôi ấn tượng nhất gần đây đó là những khu vườn, những mô hình làm du lịch canh nông thu hút rất là nhiều khách, và ở đây thì chúng ta cũng có thể học hỏi rất là nhiều. Có lẽ chị Ngọc Như cũng như là tôi và quý khán giả mọi người đều có một cảm nhận riêng, nhưng mà chung quanh những gì chị Ngọc Như vừa nói nó cũng đã bao trọn cả Đà Lạt rồi, có khi nó còn nhiều hơn thế nữa. Và để trải nghiệm một mô hình canh nông mà chị Ngọc Như vừa nói thì phóng viên 365 ngày chuyển động đã ghi nhận phóng sự thực tế nhà dâu Ichigo, dâu vừa trồng theo cách hiện đại, trái cho chất lượng mà cảnh quan cũng rất bắt mắt. Ngụ tại số 100 đường Cam Ly, phường 7, thành phố Đà Lạt, Ichigo, nhà dâu Đà Lạt gây ấn tượng mạnh với du khách bởi không gian quán mát mẻ, mang đậm phong cách Nhật Bản. Ichigo có diện tích 1.200 m², được canh tác bằng phương pháp bán thủy canh trên giá thể. Các giống dâu ở đây chủ yếu là giống dâu New Zealand, Nhật Bản, được chăm sóc theo công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel. Với tiêu chí trồng dâu sạch, sử dụng chế phẩm sinh học để chăm sóc cây, áp dụng phương pháp trồng dâu mới, hiệu quả và hiện đại nên rất an toàn cho sức khỏe. Ở vườn Ichigo thì mình điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng để nó kháng được sâu bệnh, và từ đó sẽ làm cho trái dâu nó sạch hơn, và khi đó thì khách có thể tham quan trải nghiệm và hái dâu trực tiếp ăn tại vườn. Khi đến Ichigo, du khách vừa có thể du lịch tham quan quy trình trồng, chăm sóc, vừa được tìm hiểu thêm kiến thức về công nghệ trồng dâu, và đặc biệt là có thể hái, thưởng thức dâu trực tiếp ngay tại vườn. Nhờ phương pháp trồng dâu trên giá thể, không sử dụng bất kỳ chất kích thích, nên trái dâu tại Ichigo luôn giòn, ngọt, tự nhiên, với hương thơm đặc trưng không thua kém dâu nhập khẩu. Mình có xem về cái vườn dâu này ở trên Facebook mấy lần rồi, thì hôm nay lần đầu tiên đến đây thì cũng thấy rất là hài lòng. Dâu thì nhìn nó rất là đẹp, những cái dâu nó rất là múp míp và nó bóng, ăn thử thì nó cũng rất là ngon. Không khí thì bình yên, còn có cả cà phê để uống nữa, rất là thích. Bên cạnh việc tham quan hái dâu tại vườn, du khách còn có thể mua nước uống tươi ngon được làm từ chính những nông sản sạch của Đà Lạt, thưởng ngoạn cảnh đồi núi cao nguyên thơ mộng với căn nhà cối xay gió, hay có thể trải nghiệm địa điểm check-in thung lũng qua hướng dương Nhật Bản vàng rực. Cùng với những vườn rau qua công nghệ cao, trên cung đường du lịch Vạn Thành, Tà Nung, nhà dâu Đà Lạt Ichigo đã góp phần xây dựng nên những điểm du lịch canh nông có uy tín trên địa bàn thành phố Đà Lạt, giúp du khách gần xa có thể chiêm ngưỡng thưởng thức vẻ đẹp của các sản vật được kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đà Lạt vừa thơ mộng là vừa hiện đại là vậy. Đó là những gì mà thiên nhiên ban tặng cho con người nơi đây để giữ chân du khách thêm lâu hơn. 365 ngày chuyển động sẽ tiếp tục đồng hành nhà nông, thông tin nông nghiệp hữu ích, cập nhật những mô hình hay, xin lời đến bà con nông dân tham khảo. Và bây giờ thì hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.